Hi, chào mọi người đã trở lại với kênh Nonsense Bookstore. Thì còn ai nhớ mình không? Thì mình biết là đã rất là lâu rồi mình chưa quay video á. Thì do năm nay là năm mình học năm tư rồi đó, nên bởi vậy mình cũng phải đi thực tập rồi mình phải cố gắng để không tốt nghiệp trễ đó. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng muốn nhân dịp này để nghỉ ngơi YouTube một tí á. Nhưng mà nói chung thì bây giờ mình đã quay trở lại và mình biết đã khá là trễ rồi, nhưng mà đây sẽ là video mà mọi người mong đợi nhất. Đó chính là top 6 những quyển sách hay nhất mình đọc được trong năm 2020. Thì theo những truyền thống năm trước đó, thì mình sẽ có một cái video để nói về cụ thể chi tiết những cái quyển sách trong này. Thì thực tế là cái video này á, đã là video phần 2 rồi á. Thì năm nay mình có quay một cái video phần 1 tên là top 3 quyển sách hay nhất mình đọc được nửa đầu năm 2020. Thì mình sẽ để cái link trên đây. Thì mình đã nói chi tiết về 3 quyển sách trong đây rồi. Và mình xin lỗi là mình vẫn chưa quay video để nói về 3 quyển sách còn lại đó, nhưng mà mình sẽ ráng làm nó trong thời gian sớm nhất có thể. Quyển sách xếp hạng thứ 6 đó chính là quyển Tên Của Đá Hồng của tác giả Umberto Eco. Thì mình đã phải suy nghĩ rất là kỹ là rốt cuộc là mình có muốn cho cái quyển sách này vào trong cái danh sách này hay không á. Tại vì lúc mà mình đọc cái quyển sách này á thì mình cũng hơi lưỡng lự á. Nhưng mà vài tháng trôi qua cái quyển sách này nó vẫn còn ở trong đầu của mình á và mình vẫn nghĩ về nó đó. Nên bởi vậy mình nghĩ là chắc chắn nó phải lọt vào trong cái danh sách này. Thì mình nghĩ là đây là một quyển sách khá là nổi tiếng ở Việt Nam rồi đúng không? Và rất là nhiều bạn đã biết tới quyển này. Thì cái lý do mình biết tới quyển này cũng như mọi người đó, đó là mình biết tới quyển này qua cái tư cách đó là một cái phiên bản nâng cao hơn của sách của Dan Brown. Thì mình nghĩ là mọi người cũng đã biết tới sách của Dan Brown rồi đúng không? Có nghĩa là sẽ có một cái vụ án trinh thám gì đó, rồi sau đó nhân vật sẽ kiểu như là đi phá án và sẽ đi tìm về những cái lịch sử, về những cái bí ẩn, những cái biểu tượng của quá khứ đó, để từ đó tìm được cái động cơ của hung thủ. Thì cái quyển sách này á, lúc mà mình mua nó và đọc nó thì đúng là nó như mình mong đợi, nhưng mà nó cũng khác hẳn với tất cả những thứ gì mình mong đợi đó. Thì để mình nói ngắn gọn cho mấy bạn biết, thì đúng là cái quyển sách này á, nó cũng theo một cái mô hình đó, nghĩa là nó sẽ có một cái nhân vật chính được thiết kế theo cái kiểu mà Sherlock Holmes nhưng mà thời Trung cổ đó. Thì nhân vật này tới một cái tu viện và tu viện này đang có hàng loạt những cái tu sĩ chết á, và cái nhân vật chính này phải đi tìm những cái bí ẩn đó. Nhưng mà khi mà cái nhân vật á, bắt đầu đi tìm hiểu về những cái việc này á, bắt đầu đi trò chuyện với những cái nhân vật xung quanh tu viện á, để tìm hiểu về những cái lý do tại sao đó, thì đây mới là cái khúc mà nó có một sự khác biệt rất là lớn giữa Tên Của Đá Hồng và sách của Dan Brown. Thì sách của Dan Brown theo một cái tỷ lệ đó là bạn sẽ có một khúc hành động trinh thám, rồi sau đó một cái khúc mà tác giả để cho người ta tìm hiểu về những cái lịch sử này nọ đúng không? Nhưng mà trong cái quyển này nha, thì cái khúc mà hành động trinh thám nó rất là ít luôn nha. Nghĩa là những cái cảnh đó kiểu siêu ngắn luôn á, thậm chí mình có thể nói là vài trang á. Và khi mà tác giả tiến tới cái phần mà tìm hiểu những cái động cơ lịch sử và những cái biểu tượng lịch sử á, thì trời đất, cái tác giả này kiểu làm kiểu như dồn hết một đống nguyên cái cục kiến thức này, nó dồn hết vào trong cái quyển sách này á. Cái quyển sách này á, nếu như mọi người đọc những cái review sẽ thấy là rất là nhiều người bỏ cuộc, tại vì cái hàm lượng kiến thức và cái hàm lượng lịch sử được nhét vào trong cái quyển sách này nó đồ sộ tới mức nào á. Nó rất là nhiều những cái lớp lang lịch sử trong này, lịch sử là kiến trúc mà thậm chí là triết học và những cái biểu tượng thời xưa á, được tác giả nhét vào rất là nhiều á. Và tác giả bắt bạn phải đọc cỡ mấy chục trang như vậy á, rồi sau đó mới thưởng cho bạn cỡ vài trang trinh thám hành động á, rồi sau đó lại phải đọc mấy chục trang liên quan tới lịch sử, rồi lại có vài trang trinh thám hành động, và cứ như vậy cho tới cuối quyển sách á. Nên vì vậy mặc dù mình rất là ấn tượng với cái số lượng mà tác giả đề xuất trong cái quyển này á, mình cũng muốn cho nó 5 sao lắm, nhưng mà cuối cùng mình phải cho nó 3 sao á, tại vì cái kết cấu của cái quyển này nó rất là dở hơi á. Chính vì vậy nên mình nghĩ là khi mà bạn bắt đầu vào cái quyển sách này á, bạn đừng có nên kỳ vọng nó là một cái tác phẩm trinh thám này nọ, mà nên nghĩ đây là một cái tác phẩm kinh điển thôi, và đọc để hiểu cái ý mà tác giả đang muốn cài cắm vào trong này đó. Thì bạn sẽ thấy là cái quyển sách này nó rất là sâu sắc, nó bình luận về cái việc mà cái cuộc sống thời xưa Trung cổ, và đặc biệt là có một cái chủ đề lớn đó là tôn giáo, và tại sao tôn giáo lại có thể gây ra những cái ảnh hưởng sâu rộng tới như vậy, thậm chí là những cái ảnh hưởng xấu xa đó. Quyển sách xếp hạng thứ 5 đó chính là quyển Tội Ác Và Trừng Phạt của tác giả Fyodor Dostoevsky. Thì cái lý do mình muốn đọc quyển sách này đó là nếu như bạn trong cái cộng đồng mà đọc sách kinh điển á, thì bạn đã biết đó là tác giả Dostoevsky là một tác giả rất là nổi tiếng luôn. Mình biết đó là bình thường thì chắc mọi người không hề biết tới tác giả này á. Nhưng mà nếu như mà bạn đã ở trong cái cộng đồng đọc sách kinh điển á, thì không thể nào mà bạn không biết tới Dostoevsky á. Kiểu như Dostoevsky rất là nổi tiếng á, y nổi tiếng như chen như kiểu những ngôi sao nhạc pop bây giờ đó. Thì nó
nói chung là mình cũng đã muốn đọc Dostoyevsky từ rất là lâu rồi đó, nhưng mà mình vẫn còn hơi ngần ngại trước khi đọc cái quyển này đó, tại vì mình sợ cái quyển này nó sẽ hơi dễ đoán đối với mình á. Thì cái quyển sách này nó kể về một cái nhân vật chính, đó là một cái anh sinh viên, và một ngày nọ đó thì anh này quyết định là sẽ đi ám sát một cái bà chủ tiệm cầm đồ để lấy tiền cướp của đó. Tuy nhiên thì rất là may đó là anh này đã thoát được và không bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên thì lúc này cái hình phạt chính nó mới bắt đầu á, anh đã tưởng là việc bị bắt mới là hình phạt chính. Tuy nhiên thì cái hình phạt mà cái quyển sách này đang nói tới đó chính là cái sự ăn năn hối cải và cắn rứt lương tâm á. Thì dần dần chính vì quá cắn rứt lương tâm nên bởi vì cái anh sinh viên này đó, mặc dù là không bị cảnh sát bắt nha, nhưng mà cuối cùng kiểu vẫn bị phát điên lên và cuối cùng đã tự đi đầu thú với cảnh sát á. Thì nói chung là khi mình đọc cái nội dung quyển sách này, mình cảm tưởng là có thể là thời xưa khi cái quyển sách này được viết thì cái cấu trúc này nó vẫn còn khá là lạ đó, nhưng mà với độc giả thời nay thì cái cách này nó kiểu hơi quen thuộc rồi đó. Và khi mà mình cuối cùng cũng đã đủ quyết tâm để đọc cái quyển này á, thì đúng là nó đã diễn ra y chang như là những gì mình mong đợi đó, nghĩa là cũng diễn ra đúng theo cái thứ tự đó đó. Tuy nhiên thì khi mà mình đọc vào thì mình hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Dostoyevsky lại được gọi là thiên tài đó. Đó là tại vì cái mạch truyện mà mình vừa kể cho mấy bạn đó, nó chỉ là một cái mạch truyện chính ở giữa thôi. Nhưng đồng thời thì cái quyển sách này nếu như bạn thấy nó ngoài đời thì nó rất là dày nha. Đó là tại vì tác giả đã ném vào rất là nhiều những cái lớp lang thêm, những cái nhân vật phụ. Và mỗi một cái nhân vật phụ sẽ là một cái công cụ để tác giả diễn tả và kiểu như là bình luận thêm về cái ý nghĩa đó. Thật sự cái quyển sách này nó rất là rộng và khó để tóm tắt hết trong một video đó. Nhưng mà có một cái vấn đề chính, mình có vấn đề với cái tác giả này, đó chính là những cái nhân vật trong quyển sách này á, kiểu như nói chuyện rất là lâu nha mọi người. Thì cái quyển sách này nó được thiết kế theo cái kiểu mà khi mình tìm hiểu thì phần lớn sách của Dostoyevsky hình như cũng được thiết kế như vậy á. Có nghĩa là tác giả sẽ để nhân vật chính tới cái địa điểm E, sau đó nói chuyện với người thứ nhất, kiểu như nói hàng chục trang liền nha, mình không đùa đó, kiểu như nói hàng chục trang liền á. Và sau đó nhân vật sẽ hết nói chuyện rồi sau đó tới địa điểm B và nói chuyện với cái người thứ hai, và cũng sẽ nói chuyện hàng chục trang trời á. Và để cho bạn hình dung được là họ nói chuyện với nhau nhiều cái cỡ nào á, thì mình nghe cái quyển sách này bằng sách nói. Không khuyến khích mọi người nghe bằng sách nói nha, mình vẫn khuyến khích mọi người đọc sách giấy. Thì khi mình nghe bằng sách nói đó, thì một cái chương nó dài hơn 45 phút đó. Có nghĩa là tác giả để cho những cái nhân vật này nói chuyện với nhau hơn 45 phút đó mọi người. Và tới khi mà mình lướt được tới cái phút thứ 45 rồi á, thì mình quên mất tiêu là 5 phút đầu họ đang nói về cái gì rồi á. Nên bởi vậy mặc dù khi mình đọc xong cái quyển sách này đó, mình đã rất là muốn kiểu như đọc lại nó một lần nữa để kiểu như là mình có thể nắm bắt được nhiều ý nghĩa hơn nữa đó. Nhưng mà thật sự là khi nghĩ lại tới cảnh mà phải đọc lại hết những cái khúc mà nói chuyện đó thì thật sự là mình rất là ngán á. Nhưng mà dù sao thì cái quyển sách này mình nghĩ là nó xứng đáng được lọt vào cái danh sách mà những quyển sách hay nhất mà mình đọc được trong năm 2020. Quyển sách xếp hạng thứ tư đó chính là quyển Lolita, một quyển sách rất là quen thuộc đối với độc giả Việt Nam mà đúng không? Thì cái quyển sách này nó kể về cái gì? Thì mình nghĩ cho tất cả mọi người đều biết Lolita kể về cái gì rồi đúng không? Nhưng mà để tóm tắt ngắn gọn nhất mình nghĩ Lolita kể về cái gì á, thì mình sẽ nói đây là một cuộc thử nghiệm nghệ thuật. Có nghĩa là tác giả đã dùng cái quyển sách này để xem thử là mình có thể đẩy được cái giới hạn của nghệ thuật tới mức như thế nào. Thì nếu như bạn biết về quyển này á, quyển này là kết hợp ở hai thứ. Một đó là những cái ngôn ngữ, những cái tầm nghĩa rất là sâu sắc, rất là trong sáng này nọ đó. Và một cái chủ đề rất là bậy bạ, đó chính là ấu dâm. Thì cái quyển sách này lúc mình đọc nó đó, nói chung là nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà mình cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà mọi người thích nó. Đó là tại vì cái ngôn ngữ tác giả viết trong quyển này phải gọi là thật sự rất là đẹp luôn đó. Và thứ là mình cảm thấy bực bội nhất đó là có những cái đoạn văn mình đọc lên nó cảm thấy mình rất là kiểu như thăng hoa, rất là đẹp á, cho tới khi mình nhớ ra là cái đoạn văn nó đang kể về kiểu như cái lông tơ của một đứa nhóc 12 tuổi. Thì khi mà mọi người nói về cái quyển sách này, mình thấy mọi người hay nói đây là một cái quyển sách kể về một cái mối quan hệ giữa cái kẻ ấu dâm và cái con mồi của hắn đó. Thì lúc mà mình nghe tới chữ mối quan hệ, mình cũng cảm tưởng hơi thắc mắc. Có nghĩa là tại mình tưởng cái này là chuyện tình yêu á, tại vì yêu, cái này chắc chắn là không phải chuyện tình yêu nha. Thì khi mình đọc mình mới cảm thấy cái ý nghĩa sâu sắc của cái quyển này đó là đúng là nó có kể về một cái mối quan hệ giữa hai con người. Nhưng mà đây là không phải cái kiểu mà tình yêu trong sáng mà đáng học hỏi nha, mà đây là cái cách mà tác giả ghi lại tâm
tâm lý của một cái cặp đôi trong một cái mối quan hệ kiểu như là độc hại, toxic á, thì nhân vật chính là Humbert á, đã sử dụng những cái trí khôn của mình á, để lừa đảo và lợi dụng cái cô bé Lolita 12, 13 tuổi nè, và cái mối quan hệ ấu dâm của hắn. Và cái cách mà tác giả miêu tả tâm lý của nhân vật đó cũng là cái cách mà mình có thể thấy trong các mối quan hệ mà kiểu độc hại mà bình thường mọi người hay thường kể đó, cái cách mà một đối phương thường hay kiểu người ta gọi là gaslight á. Gaslight là gì ta? Nhưng mà kiểu là họ nói và họ bẻ cái lời nói của mình á, để làm cho người còn lại nghĩ là họ không phải người xấu, trong khi thực tế là họ đang bị lợi dụng đó. Cái vấn đề của mình đối với cái quyển sách này á, đầu tiên đó là đương nhiên cái chủ đề nó rất là ba chấm đó, nhưng mà cái vấn đề chính của mình đó là cái ngôn ngữ trong quyển sách này, cái cách mà tác giả sử dụng để kể cái câu chuyện này nó rất là thông minh, rất là tinh tế nha. Nhưng mà chính vì vậy nên đôi khi nó làm mất đi cái sự mà kiểu như cái cảm động mà mình cảm thấy với quyển sách á, nên bởi vì cái quyển sách này đôi khi là không phải ngày nào mình cũng đọc được. Có những ngày thì mình rất là thích đọc những cái thứ gì đó kiểu như cực kỳ văn hoa, nghệ sĩ á, thì ok, chắc chắn là cái quyển sách này là thứ hoàn hảo cho mình luôn, 5 sao. Nhưng mà có những ngày thì khi mình lật cái quyển sách này ra, đọc được cỡ 2-3 dòng và mình giống kiểu no, bữa nay mình không có trong cái tâm trạng đó. Chính vì vậy nên bởi vì cái quyển sách này nó hơi tuột xuống một tí và mình chỉ cho nó 4 sao thôi, nhưng mà mình vẫn công nhận đó là quyển sách này thực sự là một cái cuộc thử nghiệm nghệ thuật rất là độc đáo. Quyển sách xếp hạng thứ 3 đó chính là quyển Kafka Bên Bờ Biển của tác giả Haruki Murakami. Thì mình nghĩ đây là một quyển sách khá là quen thuộc với độc giả Việt Nam rồi, đúng không? Thì cái quyển sách này nó kể về... nói thiệt là mình cũng khá là khó tóm tắt về cái quyển sách này kể về cái gì á. Mình nghĩ là mọi người thường hay tóm tắt cái quyển sách này như kiểu cái bìa sau của quyển này á, nhưng mà mình nghĩ tóm tắt như vậy làm mọi người cảm thấy hơi rối, nhất là mình á. Kiểu như khi mình mới nghe về tóm tắt của cái quyển sách này á, mình giống kiểu hả, là sao á. Thì để nói một cách ngắn gọn nhất thì mình nghĩ là cái quyển sách này có thể tóm tắt đó là hành trình của hai nhân vật chính cùng được kể song song với nhau. Và đây là một cái hành trình mà họ bắt đầu đi sâu vào trong bản thân của mỗi con người á, và họ đối diện với cái sự thật đen tối của mỗi người, và cùng với lúc đó đó thì họ bắt đầu cái hành trình mà đi tìm bản thân của mỗi con người á. Thì cái có hai nhân vật chính, nhân vật đầu tiên đó chính là Kafka, đó là một nhân vật đã bỏ trốn khỏi nhà tại vì cậu không muốn đối diện với cái sự thật đen tối mà mình đang sắp phải đối mặt á. Tuy nhiên thì khi mà cậu bỏ trốn khỏi nhà, cậu lại tình cờ bước vào cái hành trình đi tìm khám phá bản thân. Và cái nhân vật thứ hai đó chính là nhân vật ông lão Nakata. Thì cái ông lão này là một người kiểu như bị ngớ ngẩn á, tuy nhiên thì vào do một cái sự kiện kỳ lạ nào đó nên ông đã quyết định đó là bước vào một cái hành trình đi tìm cái việc đó là tại sao mình lại bị ngớ ngẩn như vậy á. Chính vì cái lý do đó nên nó cảm tưởng như là một cái cuộc thiền vậy, kiểu như một cái buổi thiền mà khi mà mình nhắm mắt lại và đi sâu vào trong bản thân á. Và khi mà mình hoàn tất xong cái quyển sách này á, nếu như kiểu là mình vừa kiểu như vừa hoàn tất xong một buổi thiền á, và cũng như tác giả nói trong cái quyển sách này, có nghĩa là giống như kiểu vừa đi ra khỏi một cái tâm bão á, tự nhiên tất cả mọi thứ trở nên thanh thản mà kiểu như trước mặt bạn chỉ là một cái bầu trời xanh trong sáng á. Nói chung là một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và thanh thản. Thì Haruki Murakami là một tác giả rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi, nên bởi vậy mình có thể hiểu được đó là tại sao rất là nhiều người có một cái kỳ vọng rất là lớn khi đọc cái quyển sách này. Và chính vì vậy nên rất là nhiều người trong cái cộng đồng đọc sách đã không hài lòng lắm về cái quyển này á, và không hiểu tại sao nó lại nổi tiếng thế vậy á. Tuy nhiên thì cái bản thân của mình khi mình đọc quyển này á, thì trước khi mình đọc quyển này đó, mình đã dành ra mấy tháng không đọc bất kỳ một tin tức gì về Haruki hết, để cho cái đầu của mình kiểu như hoàn toàn sạch á, và mình không có bất kỳ một cái kỳ vọng gì đó. Thì khi mình bước vào quyển sách này thì mình cảm thấy là, nói thẳng ra nha, mình nghĩ là Haruki xứng đáng với cái sự nổi tiếng của ông đó đó. Nhưng mình nghĩ là mọi người trước khi đọc quyển này thì đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, đừng nghĩ là cứ là Haruki Murakami thì sẽ là một cái thứ gì đó kiểu siêu phàm gì đó đó. Cứ bước vào cái quyển sách này với một cái không khí rất là thoải mái, và chắc chắn là bạn sẽ tận hưởng quyển sách này rất là nhiều. Sách xếp hạng thứ hai đó chính là quyển Nỗi Buồn Chiến Tranh của tác giả Bảo Ninh. Thì mình đã biết tới cái quyển sách này rất là lâu rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đọc nó đó. Thì tại vì trước đó mình cứ tưởng là cái quyển sách này nó chỉ là một cái quyển sách history fiction bình thường mà tụi mình hay sẽ thường gặp trong sách giáo khoa đó, có nghĩa là sẽ có một nhân vật chiến sĩ nào đó nha, rồi sẽ có những cái việc mà chiến tranh kinh khủng xảy ra, rồi sẽ có ai đó chết hoặc là bị thương gì đó, và sau đó chúng ta sẽ cảm thấy buồn á. Thì nói chung là cái quyển sách này chính là cái bất ngờ lớn nhất của mình trong năm nay á, đó là tại vì khi mình đọc nó đó, nó hoàn toàn không hề giống như tất cả những cái thứ gì mà mình tưởng nha. Thì cái quyển sách này, cái đầu tiên, nó không phải là sách historical fiction mà nó kể về một cái hành trình tâm lý của một cái nhân vật
đó chính là tên là Kiên. Thì nhân vật này đã trở về sau cái chiến tranh chống Mỹ á. Tuy nhiên thì anh đó đã bị tổn thương tâm lý á, hay người ta còn gọi là một cái bệnh là PTSD á. Thì từ đó anh đó đã rớt vào một cái hành trình trầm cảm rất là lâu và không thể nào thoát ra được á. Thì cái hay đầu tiên của quyển sách này không những là nó đi rất là sâu vào cái tâm lý của nhân vật Kiên á, mà nó còn là một cái trải nghiệm nghệ thuật nữa. Đó là tại vì tác giả không viết theo một cái kiểu như văn phong bình thường mà chúng ta hay thường gặp trong sách giáo khoa đó, mà tác giả viết theo một cái văn phong rất là nghệ sĩ. Những cái từ mà tác giả được lựa chọn trong cái quyển sách này nó phải gọi là rất là tuyệt, đọc lên nó nghe như kiểu là một cái bài văn cực kỳ hay á. Và những cái hình ảnh, đôi khi có những cái hình ảnh nó rất là kiểu nửa thực nửa ảo á. Nói chung là cái hành trình đọc quyển sách này á, nó là một cái hành trình phải gọi là siêu nghệ thuật, và cứ càng ngày càng đi sâu vào những cái góc tối của con người á. Mình hay thường đùa cái quyển sách này bạn có thể gọi nó là 50 sắc thái của nỗi buồn á. Và rất là nhiều bạn mình thấy review đó là mọi người cũng nói là khi đọc quyển sách này thì bạn nên chuẩn bị tinh thần chứ một tí á, tại vì nó có khả năng làm bạn giống kiểu trầm cảm á. Thì so với những cái quyển sách mà ở trong cái list này á, thì mình cảm tưởng là cái quyển sách này nó có lẽ là đỡ phức tạp nhất á. Nó cũng không có cái gì đó phải gọi là quá kiểu như là quá vĩ mô á. Đương nhiên thì nó vẫn có những cái sâu sắc riêng của nó, nhưng mà cái lý do mà mình quyết định cho nó ở hạng 2 đó, vượt trên tất cả những cái tác phẩm mà thiên tài trước mình mới nói đó, đó là tại vì cái quyển sách này thực sự là nó đã chạm được vào một cái gì đó trong tim của mình á. Khi mình đọc nó, mình cảm thấy thực sự là đau đớn đó. Và hơn là mình nghe quyển sách này bằng sách nói đó, tại vì nếu như mà mình đọc cái quyển sách này bằng sách giấy nha, thì có khả năng là mình đã highlight nét cái quyển sách này như kiểu là một quyển sách tô màu luôn rồi đó. Nên mới vậy, suy đi tính lại thì mình nghĩ là vị trí thứ hai là hợp lý nhất cho một quyển sách này. Ok, thì quyển sách hay nhất mình đọc được trong năm 2020 thì mình nghĩ là nếu như bạn đã có xem video của mình trong năm nay ấy, thì bạn đã rất là ngán nghe mình nói về quyển này. Đó chính là quyển Những đứa con của nửa đêm của tác giả Salman Rushdie. Thì cái quyển sách này đó, mình đọc nó vào một cái thời điểm rất là lạ nha. Thì khi mà mình đọc nó là khoảng đầu năm 2020 á, thì mình đã cảm tưởng là hơi chán đọc cái thể loại historical fiction rồi. Thực ra đó thì mình cũng đọc khá là nhiều tác phẩm historical fiction rồi, tới bây giờ mình vẫn thích đọc historical fiction nha. Nhưng mà vấn đề của mình đối với cái dòng đó đó là tại vì mình cảm tưởng là nó hơi theo một cái khuôn mẫu nào đó đó, có nghĩa là sẽ có một cái nhân vật gì đó, rồi sẽ có một cái sự kiện kinh khủng gì đó, rồi sẽ có ai đó chết hay bị thương gì đó, và tác giả mong đợi chúng ta khóc và buồn á. Thì mình không có vấn đề gì với cái mô típ đó, nhưng mà mình cảm tưởng là mình muốn có một tác giả nào đó kiểu như cũng viết historical fiction nhưng mà làm cái gì đó độc đáo hơn và sáng tạo hơn đó. Thì đúng trong cái hoàn cảnh đó thì Những đứa con của nửa đêm nó xuất hiện. Thì ở đầu cái quyển sách này tác giả đã để nhân vật chính, đó chính là Salim, đã nói lên một cái tham vọng của bản thân, đó chính là anh ta muốn viết lại một cái quyển sách historical fiction rất là độc đáo mà chưa từng ai từng viết á. Và lúc đầu thì khi mình đọc tới khúc đó mình nghĩ có chém gió quá không vậy á, nhưng mà khi mà mình đọc tới quyển sách này rồi thật sự là mình không biết nói gì luôn á. Đây thực sự là một quyển sách historical fiction cực kỳ độc đáo và hay nhất mà mình đọc được trong thời gian gần đây. Thì quyển sách này nó có một cái cấu tạo rất là phức tạp nha. Thì quyển sách này kể về những cái đứa trẻ sinh ra vào lúc nửa đêm, nhưng mà cái này không phải nửa đêm bình thường mà chính là nửa đêm mà đất nước Ấn Độ giành được độc lập á. Thì những đứa trẻ sinh ra vào đúng cái thời khắc đó nó sẽ có những cái ma thuật riêng của chúng, và cái số phận của chúng sẽ gắn bó với số phận của đất nước Ấn Độ luôn. Có nghĩa là ví dụ như trong cuộc đời của chúng nha, chúng gặp những cái chuyện gì đó đau thương á, thì cùng vào cái lúc đó cái đất nước Ấn Độ cũng sẽ gặp được những cái sự đau thương như vậy. Và qua cái việc mà tác giả miêu tả cái đời sống của những đứa trẻ của nửa đêm á, thì tác giả đã dùng nó để làm cái ẩn dụ để nói lớn hơn về cái đất nước Ấn Độ đó. Và nói thật là cái này mới là cái thứ hay nhất của cái quyển sách đó. Thật sự là cái quyển sách này nó như là kiểu cái từ điển về Ấn Độ luôn á. Mình không đùa đâu nha, đúng nghĩa đen á. Nếu bây giờ mấy bạn lên Wikipedia đó, mấy bạn đánh vào chữ Ấn Độ á, thì nó sẽ ra một cái trang Wikipedia đúng không? Thì bạn có tưởng tượng nổi không? Toàn bộ tất cả những cái thông tin gì về Ấn Độ đều được tác giả nhét vào hết trong một cái quyển sách này á. Tất cả những thứ nha, ví dụ như là chính trị, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, dân tộc, tất cả mọi thứ đều được nhét vào và được trộn lẫn như một kiểu một cái nồi thập cẩm rất là lớn á. Và trước khi đọc cái quyển sách này mình hoàn toàn không hề biết một tí xíu gì về Ấn Độ hết trơn á. Và sau khi đọc quyển sách này, nói chung là mình đã rất là hào hứng với Ấn Độ, và thậm chí mình biết được những thông tin ví dụ như là
cái nước mà Pakistan với Bangladesh á, mình cứ tưởng là hai nước đó trước giờ nó đã có rồi á, hóa ra là hai nước đó mới có gần đây thôi á, và mình mới cảm thấy trân trọng hơn cái lịch sử của cái đất nước Ấn Độ, của một cái nền văn hóa ngàn năm như vậy á. Nói thiệt là nếu như bạn đã tưởng lịch sử Việt Nam là rất là phức tạp rồi nha, thì lịch sử Việt Nam và văn hóa Việt Nam á, chắc chỉ bằng một cái móng tay của cái văn hóa Ấn Độ thôi đó. Thì đó là xong cái phần 1 của video này, đó chính là những cái quyển sách mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Thì trong cái phần 2 của quyển sách này đó là mình sẽ nói về cái kế hoạch đọc sách của mình cho năm 2021. Mình cũng đề ra một cái số lượng đọc sách mà mình cụ thể. Thì mình biết là gần đây có một cái xu hướng trong cộng đồng đọc sách, mình để ý đó là mọi người thường không muốn đặt một cái chỉ tiêu đọc sách cụ thể nào đó nữa. Thì mình có thể hoàn toàn hiểu được cái lý do tại sao, nhưng mà cuối cùng suy đi tính lại thì mình nghĩ là mình vẫn quyết định đặt một cái mục tiêu đọc sách cho mình năm nay, đó chính là 28 quyển. Đó là tại vì mình nghĩ rằng là khi mình theo dõi cái thói quen đọc sách của mình á, mình mới phát hiện ra đó là mình rất là thiếu kỷ luật bản thân đó. Nên bởi vậy khi mình đặt 28 quyển, có nghĩa là mỗi một tháng mình ít nhất phải đọc được 2 quyển đó. Và nếu như mà mình không đưa ra cho bản thân mình một cái giới hạn cụ thể nào á, thì mình cảm tưởng là mình sẽ lười biếng và mình sẽ không đọc sách trong cái tháng đó, và trước đó mình sẽ đưa ra những cái kiểu như excuses ấy, là cái gì ta, kiểu như lời bao biện cho bản thân là ừ chắc là năm nay mình người lớn rồi, mình có nhiều việc này nọ đó. Nhưng mà ý là nếu như thành thật với bản thân nha, thực sự là nếu như mỗi ngày mà mình nghiêm túc đọc sách đó, thì hoàn toàn một tháng mình có thể đọc được đúng cái lượng sách đó. Nên bởi vậy mình nghĩ là mình vẫn ủng hộ theo cái quan điểm là nên đặt cho bản thân một cái giới hạn sách cụ thể để mình có thể kiểm soát được bản thân á. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về những quyển sách mình đọc được trong năm 2020 và kế hoạch của mình trong năm 2021. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn lần sau.